Dù nổi tiếng là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của quốc gia, song theo nhận định chung, những năm qua, du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa tận dụng, khai thác hết lợi thế, vị thế của mình để thực sự vươn tầm, trở thành điểm đến được ưa thích trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên thì những dấu hiệu chuyển biến đang dần hiện ra khi Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tọa lạc trên đỉnh núi lớn, ngọn núi đẹp nhất thành phố Vũng Tàu, Hồ Mây Park là khu du lịch duy nhất trên cả nước kết hợp hoàn hảo cả hai loại hình du lịch núi và biển. Nơi này được ví như Bà Nà Hills hay Đà Lạt thu nhỏ, với khí hậu mát mẻ trong lành bởi sự hòa quyện giữa trời, mây, núi ở độ cao 250 m và 400 hectare rừng tự nhiên bao quanh. Ở trên Hồ Mây có gió, nhưng mà đặc biệt là hai nữa là ở Hồ Mây chúng tôi lại nghe được gió biển, nhìn về thành phố biển, và ở trên núi không khí không thua gì Đà Lạt. Mà cộng thêm cái hơi biển thì quá tuyệt vời. Mình bao giờ cũng phải dựa vào cái sự mến khách, cái sự nhiệt tình, thân thiện vốn dĩ của cái vùng đất Vũng Tàu là một cái thành phố xưa giờ là cũng có tiếng về du lịch. Thứ hai là những cái tự nhiên núi biển. Hạ tầng du lịch, dịch vụ du lịch tại thành phố Vũng Tàu, trái tim du lịch chất lượng cao Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục được xây dựng để có diện mạo và đẳng cấp mới. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xác định việc phát triển các đô thị du lịch theo định hướng xanh, hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại, chất lượng vượt trội sẽ từng bước định vị Bà Rịa Vũng Tàu là trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giải trí và nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế. Khu vực ven biển từ Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc là hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp hiện diện. Đặc biệt là Hồ Tràm đang thu hút nhiều dự án bất động sản du lịch cao cấp cùng các dịch vụ du lịch thể thao, giải trí đa dạng, hấp dẫn. The Fluff Range Hồ Tràm vừa được World Luxury Travel Award vinh danh là sân golf tốt nhất châu Á, kết hợp tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao The Range Hồ Tràm mang đến trải nghiệm sang trọng tuyệt đối cho du khách, khẳng định sự yêu mến, công nhận và tôn vinh của cộng đồng du lịch quốc tế đối với sự hấp dẫn và đẳng cấp của The Fluff Range Hồ Tràm. Rất tuyệt vời khi được lưu trú và tham gia các điểm du lịch ở đây, không khí và cảnh quan đều rất trong lành, sạch sẽ. Tôi rất ấn tượng với Hồ Tràm. Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đã có bước phát triển mạnh những năm gần đây, thu hút nhiều dự án đầu tư, doanh thu du lịch hàng năm tăng. Tuy vậy, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa thực sự bật lên bởi điểm nghẽn hạ tầng giao thông. Để trở thành một thiên đường du lịch hấp dẫn, lôi cuốn du khách, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định hạ tầng phải đi trước để nâng chất lượng điểm đến. Trong những năm qua đó thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã nỗ lực vừa làm quy hoạch vừa dành cái nguồn lực để khơi thông cái mạch máu giao thông này, và cộng thêm cái hỗ trợ từ trung ương. Do vậy đó thì như năm nay đã khởi công một loạt các cái dự án. Trước hết phải nói là cái giao thông đối ngoại thì đón đầu cho cái sân bay Long Thành sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025 đầu năm 2026. Nâng cấp quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đặc biệt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có đủ điều kiện thúc đẩy tăng trưởng về du lịch, nhất là khách quốc tế.